nếu mà mình mà đi mua hai mạn thọ mà mình thấy có hiện tượng mà bị rũ như vậy mình không nên lấy mọi người nhá. Bởi vì cái cây này nếu mà mình lấy như vậy ấy, là nó sẽ chết nhá mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay em tiếp tục làm video để giới thiệu đến mọi người và cảnh báo những bệnh hiện tại là đang gặp trong cái mùa Tết này mọi người nhá. Hiện tại ấy, là cái cây hoa mạn thọ này ấy, là em vừa mới nhận được, là nhìn bề ngoài của nó thì nó rất là đẹp mọi người nhá. Hoa đồ nó đang là nở rất là đẹp, nhưng mà hiện tại ấy, là cái cây này nó đang bị bệnh. Nếu mà mình nhìn sơ ở bên ngoài thì mình sẽ không có nhận biết được cái bệnh của nó, thì mình phải nhìn thật kỹ mọi người nhá thì mình nhận biết được. Và đây là để giờ em sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây mọi người xem này, đó em đi một vòng cho mọi người xem là hiện tại cây hoa này mọi người nhìn thấy nó đang rất là đẹp, nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ ấy thì mình mới thấy được cái bận của nó nhá. Cái bận này là bận vô cùng nguy hiểm ở trên cây hoa vẹn thọ luôn. Đây đây đấy, mình vặt ra mình nhìn thấy luôn này. Đấy mọi người thấy những cái lá nó đang bị heo rũ xuống không? Bình thường cái lá nó khỏe nó phải săn như vậy này, cái lá của nó mà bị bận ấy là sẽ bị heo rũ như vậy. Đấy mình ban ra là mình nhìn thấy liền luôn này. Này đây, đây là một cành đang bị này. Về phía trong này nữa này. Đây cái cành phía trong này đang bị này. Đó. Đây trong này đó mọi người này. Đây em quay xe này. Nếu mình vặt ra mình nhìn thấy nó luôn này. Đó. Nó đang bị heo rũ như vậy nhá. Thì nếu ai mà trồng hoa vẹn thọ thì mọi người hãy kiểm tra giúp em nhá. Xem coi là cây của nhà mình có bị bận như vậy không. Đây như cái này này, nó nằm ở trong cùng, ở giữa này nó cũng có cũng bị này. Đấy cái lá của nó cứ bị héo như vậy này. Đó thì cái bận này ấy, nếu mà nó bị mà mọi người mà không phát hiện ra sớm thì nó sẽ gây ra chết cây mọi người nhá. Sẽ dẫn đến mất mùa. Khi mà một cái chậu hoa đang rất là đẹp như vậy, khi một cái chậu hoa đang rất là đẹp như vậy mà mình chăm sóc từ lúc mà rô đất cho đến lúc mà mình trồng lên được một cái cây như vậy ấy, mà mình không phát hiện ra sớm ấy, mà mình để cho nó bị chết ấy, thì thật sự luôn là rất là buồn mọi người nhá. Tại vì mình đã đặt hết tâm huyết vào để mà mình trồng lên một cây hoa để mình trưng ngày Tết, mà nếu mà mình lại không phát hiện ra bệnh kịp thời ấy, mà để nó chết ấy, thì mình rất là buồn mọi người nhá. Cho nên là nếu mà ai mà đang trồng hoa vẹn thọ thì đây là video em cảnh báo đến mọi người để mọi người xem thật là chi tiết, xem coi là cây của nhà mình ấy là nó có bị bệnh không. Nếu ấy mà hên ấy thì cái cây bận này của nhà mình ấy mà mình không phát hiện ra kịp ấy, thì hên thì mình trồng ấy ở nhà, khi mà mối họ đến họ bốc đi ấy thì nó không chết. Nhưng mà cái này rất là xui cho ai, rất là buồn cho ai mà lấy được cái cây hoa vẹn thọ này về bán mọi người nhá. Nếu mà giả sử như mà đang bán như vậy mà cái cây nào mà bị bận như vậy nào thì nó sẽ chết mọi người ạ. Và cái người bán đó này họ sẽ bị lỗ vốn cái cây hoa vẹn thọ này. Mà nếu ấy mà đến lúc mà họ bán nó cũng chưa chết đi, mà khách hàng ai mà đi mua cái cây hoa vẹn thọ này mà về trưng nhá mọi người, là nó cũng chết giữa chừng luôn. Mọi người thử nghĩ coi, mọi người mua cái cây hoa vẹn thọ này mà mọi người về trưng Tết mà tự nhiên nó bị rũ nó chết thì rất là buồn mọi người ạ. Cho nên là đây là video mình cảnh báo đến cho mọi người. Thứ nhất đấy là những cái người mà người ta trồng hoa vẹn thọ thì hãy xem thật là kỹ để mà phát hiện sớm cái tình trạng bệnh này để mà mình chữa trị cho kịp thời. Thứ hai ấy, nếu mà mối ấy mà ai mình đi mua họ, mình cũng nhìn kỹ nhá, những cái cây ấy mà nó bị cái bệnh như vậy ấy thì mình cũng không lên đấy. Và thứ ba ấy là cũng là kinh nghiệm luôn để dành cho những người mà đi mua hoa vẹn thọ. Nếu mà mình mà đi mua hoa vẹn thọ mà mình thấy có hiện tượng mà bị rũ như vậy mình không nên lấy mọi người nhá. Bởi vì cái cây này nếu mà mình lấy như vậy ấy, là nó sẽ chết nhá mọi người. Rồi hôm nay em làm video này để cảnh báo đến cho mọi người. Thì mọi người thấy hay và ý nghĩa thì mọi người hãy đăng ký theo dõi kênh, like và chia sẻ giúp Đức Thiện nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video này.